Xin chào các bạn. Hôm nay thì có một chú ở tại Mỹ Xuyên mình luôn, Ngọc Đông ha, thị xã Ngọc Đông, qua cửa hàng của mình để ủng hộ chiếc quay 125. Thì đây là phiên bản 2023 màu xanh, điên xanh mà mình vẫn thường hay nhắc với các bạn là cái đời này nè, mình thích nhất là cái màu xanh mà là điên xanh thế này, cùng với cái phần yếm màu xanh này ha. Địa chỉ cửa hàng của mình ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và giá bán mình báo luôn ngay khi chú đang ở đây là 76.900.000. Giá này mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có sẵn VAT. Tức là khi các bạn đến cửa hàng mình đó, là đúng cái giá này ha, đúng cái giá này luôn. Xe đã được câu bình và nổ máy rồi. Ba ga này là chú gắn luôn là 250.000, 250.000 đó các bạn. Inox 10 ly, cái này là inox 304. Nó không có hít nha, tức là nó chống xét luôn. Inox đặc 10 ly đó các bạn. Đó. Ok ha. Cái tiếng bồ với tiếng máy của nó ấm lắm các bạn. Mà tiếng máy nó chắc lắm. Nổ máy ha. Bên trong này còn một chiếc nữa nè. Chiếc này lên phát thông minh luôn đó các bạn. Mình có quay rồi. Xe này thì khách cũng nhờ mình là quay clip kỷ niệm ở tận Kiên Giang đó các bạn. Rạch Giá, Kiên Giang. Còn xe này thì chú ở tại Mỹ Xuyên ha. Bây giờ mình nghe tiếng tiếng máy ha. Nghe tiếng bồ tiếng máy nha. Các bạn biết không, cái mic này nè nó thu âm dữ lắm. Mà khi mình kê bằng gần vô cái máy á, các bạn nghe vậy thôi, nhưng mà thực sự mà ở ngoài mà nghe á, là các bạn không nghe gì đâu. Nó êm ru và rất là ấm. Mà khi các bạn nẹt lên á, nó chắc ha, nó rất là chắc. Đây, màu xanh mờ nha các bạn, yên xanh nè. Cái bản đời 22 á, thì nó không phối với yên xanh này, mà nó phối với cái yên đen. Nhìn cái xe nó hơi tối, nó không đẹp, nó không hài hòa lắm. Thì bản thân chú cũng nói luôn là chú thấy là phối thế này đẹp nè, hài hòa nè. Thì mình cũng nói thật là như vậy luôn á, màu xanh nè. Cái này là sơn bóng, ốp ổ khóa, ốp đồng hồ và hai cái yếm hai bên ha, là sơn bóng màu xanh. Và cái yên là yên xanh, và đây là màu xanh mờ. Thì tổng thể cái xe các bạn nhìn thấy nó rất là thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Nó không quá nổi bật, nhưng mà nó cũng không chìm lỉm ha. Và mình xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn chú đã yêu mến và ủng hộ cửa hàng xe Mai Duyên mình một chiếc quay 125i. Đây là cụm đèn hậu nè các bạn. Cụm đèn hậu ha. Mấy cái này là keo quá, chút xíu nhân viên mình sẽ xử lý hết. Hộp là sơn xám nha. Đó, để mình vô số luôn các bạn, cần số nè các bạn, nhìn rất là phê. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây. Ngày nào cũng quay thái hết trơn chứ, cái ghiền các bạn. Ghiền nghe tiếng bồ, tiếng máy của nó. Số 1 nè ha. Số 2 nè. Số 3 nè. Mình không có lên ga nha, không có lên ga nha. Số 4, thấy không? Nếu mà mình lên ga nhẹ nhẹ thì số nó vô ngọt lắm. 3 nè. Thấy không? Đó. Số 1 ha. Đây, tàn gài số 1. Rất là phê ha các bạn ha. Thực sự thì mặc dù là đã thay đổi gần như toàn bộ, nhưng mà Honda vẫn giữ lại cái form quay. Tại sao mình lại nói là thay đổi toàn bộ? Bởi vì từ cụm đồng hồ tới là cái phần ngoại hình, ngoại thất, rồi nội thất là động cơ, cần số cũng như là thay đổi gần như toàn bộ rồi. Thậm chí là phần dây counter mét Odo á, bây giờ Honda cũng dời ra sau luôn. Cho nên là phía trước bây giờ mình rất là gọn. Nó không còn con dây bên này nữa các bạn. Cái đời 22 còn con dây bên đây nha, nhưng mà đời 23 này thì bỏ luôn rồi. Rất là gọn. Thì mình sẽ vệ sinh, lau chùi á, bảo trì, bảo dưỡng nó dễ. Để trước mặt nạ nè. Gương gương của quay thái á, thì nó sẽ có một cái mã số ở đây. Còn gương phụ trợ không có. Để mình nhìn quanh có chiếc phụ trợ ở đây không. Cái phụ trợ thì nó không có nha các bạn. Nó không có phần này.
Vừa rồi có bạn là muốn mình phân biệt giữa gương quay thái và gương phun trời, các bạn nhìn ở đây nè. Đó. Ha. Đèn LED ha. Đây là bóng đèn đờ mi và bóng đèn xi nhan ha, là bóng halogen. Mình nhìn lại cụm động cơ nha. Nó đạt tiêu chuẩn của Euro 4 đó các bạn. Phun trời Việt Nam thì chỉ là Euro 3 thôi. Còn dòng này là Euro 4 lận. Nó cao hơn đó. Tức là cái khí thải ra môi trường nó sẽ thân thiện với môi trường hơn là chiếc phun trời bên mình. Đây. Bốn móc đầu bò. Có bốn miếng lông đền đồng luôn ha. Cái cổ bô đi rất dài các bạn thấy không? Rất dài. Mà mình góp ý luôn, mình nên để vậy đi đi. Các bạn đừng có cắt bỏ cái phần đó. Và xe mới thì do là cái máy nó còn mới cho nên là nó còn hơi bị bót. Mình phải chạy khoảng chừng vài ngàn cây số thì cái máy nó mới trơn tru. Bạn Diệu đang quấn chiếc quay màu trắng phía sau đó các bạn, để mà ship đi Kiên Giang cho khách ha. Đây phần bô nè, các bạn nhìn phần bô nè. Nó vẫn là cái form đó thôi, nhưng mà bây giờ Honda làm gọn lại hơn. Và con ốc chỉ còn một con thôi ở đây ha. Ở đây phía trong này nè các bạn, là một cái bát rất là cứng. Thấy nó vậy thôi mà cứng lắm. Cứng nhắc à. Động cơ nè. Đây đang quấn. Đó. Ship là quấn kỹ như thế này để chống chày. Rồi xe tải họ nhận á, họ còn để thêm lên nữa. Bởi vì sợ nó va đập đó các bạn ha. Rất là kỹ ha. Những phần này là được quấn hết. Ship xe là vậy đó các bạn. Rồi cái tờ này bây giờ mình không có quay được. Mình không có quay được, YouTube nó không cho quay. Đây chú đang thử máy đó các bạn. Một lần nữa xin thay mặt cửa hàng cảm ơn chú rất là nhiều đã đến ủng hộ cửa hàng Vinh mình. Dạ, cảm ơn chú. Và một lần nữa, địa chỉ hàng Lai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn ha. Và đây là trung tâm chợ Mỹ Xuyên. Đây nè các bạn, trung tâm chợ Mỹ Xuyên. Chú ở xã Ngọc Đông thì cũng ở gần đây thôi. Ở đây là thị trấn ha, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên đó các bạn. Nè, Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên nha. Rồi. Đây là một phiên bản màu xanh mờ nữa nè. Bên mình đang chuẩn bị ship xe rất là nhiều. Đây là chiếc Honda Scopy nè. Xe này đi tới Hà Nội đó các bạn. Đống đa Hà Nội Honda Scopy. Rồi đây là xe 50 đi Vĩnh Long. Honda Vario. Suối Tiên. Quốc lộ 1A Suối Tiên. Mình xin nhắc lại vấn đề ship xe nè. Bên mình ship toàn quốc và với phí ship là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh nha, ở Bình Tân chẳng hạn. Còn nếu mà về Cà Mau cũng là miễn phí trên tuyến quốc lộ 1A. Còn Sóc Trăng này mà đi ra khỏi Hồ Chí Minh thì nó sẽ là khoảng chừng 300.000, rồi ra tới Hà Nội là 500.000. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.